Hello, xin chào mọi người. Ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người chơi cách chơi game Triple Survival chơi ở trên website Poki. Đầu tiên ở ngoài giao diện thì chúng ta có thể thấy ở nút Account. Nút Account này là để chỉnh sửa các thông tin của tài khoản của chúng ta. Như ở đây thì mình đã đăng nhập vào bằng tài khoản Passive. Đây là các thông số của người chơi. Đây là clan của mình. Nếu mọi người có hứng thú thì mọi người có thể tham gia. Tên là Banshee, viết tắt là Bass. Ở clan này thì có mỗi một mình là thành viên thôi. Đây là điều chỉnh của clan, có thể nhắc link Discord hoặc là xóa clan. Đây là danh sách bạn bè có thể cập nhật trong thời gian sớm nhất. Đây là tạo clan. Tạo server. Còn đây là Discord. Tạm thời chúng ta sẽ không quan tâm đến điều đó. Đây là phần cài đặt của game. Thì mình khuyến nghị là chúng ta để đề xuất để mặc định. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đi chọn server để chơi. Thì bình thường người ta cũng để sẵn cái server rồi để chúng ta chọn, nhưng chúng ta cũng có thể đổi sang server khác, ví dụ như là dùng server của chúng ta hoặc là server của người ta ở người khác đã lập. Như ở đây chúng ta có thể chọn danh sách các server tùy theo sở thích mỗi người. Chúng ta có thể ấn vào đây để sử dụng bộ lọc có sẵn của game, như là sắp xếp theo tên, sắp xếp theo số lượng người chơi, sắp xếp theo uptime, và đây là hành động. Chúng ta có thể refresh lại và chọn các khu vực chúng ta mong muốn. Như ở đây thì mình sẽ bắt đầu với server 28. Xin lỗi mọi người, mình bật nhạc lên. Được rồi. Đầu tiên khi vào trong game thì chúng ta có thể thấy ở bên góc trái màn hình, góc trái bên trên màn hình chúng ta có nhiệm vụ. Mình có thể làm theo thế. Nhưng mà trước tiên chúng ta cứ phải thu thập. Bây giờ chúng ta đang thu thập vào nguyên liệu. Đây là thu thập gỗ, thu thập đồ ăn. Đó có thể nhặt hòn đá ở đây và thu thập đá. Chúng ta có thể ấn nút C để ngồi xuống. Nút cách để nhảy lên. Ấn nút tab để mở bàn điều khiển. Sigh.
ấn nút tab thì ở bên cạnh chúng ta có thể ấn chọn vào đồ vật mình muốn tạo và tạo ra. Và đó là tất cả những gì chúng ta cần biết về con game Survival Tribal này. Nếu có thắc mắc gì thì mọi người comment bên dưới và mình sẽ cố gắng giải đáp nhanh nhất có thể. Chào tạm biệt mọi người.